Theo Bộ Y tế, đến sáng ngày 10 tháng 9, Việt Nam đã có 576.096 ca mắc COVID-19, trong đó 338.170 bệnh nhân đã khỏi bệnh. Trong số các bệnh nhân đang điều trị, hiện có hơn 1.120 ca phải thở máy và ECMO. Thành phố Hồ Chí Minh huy động 1.700 F0 đã khỏi tham gia phòng chống dịch. Về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 576.096 ca mắc COVID-19, đứng thứ 50 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 158 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 5.856 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 571.745 ca, trong đó có 335.396 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh có 9 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước bao gồm Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc. Có 8 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua bao gồm Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Con Tum, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh, Lào Cai. 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao nhất bao gồm thành phố Hồ Chí Minh 278.703 ca, Bình Dương 146.296 ca, Đồng Nai 32.059 ca, Long An 27.216 ca và Tiền Giang 11.274 ca. Về tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19, một số bệnh nhân khỏi bệnh, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 9 tháng 9 là 12.523 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 338.170 ca. 2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.417 ca. Trong đó, thở oxy qua mặt nạ 4.101 ca. Thở oxy dòng cao HFNC 1.192 ca. Thở máy không xâm lấn 173 ca. Thở máy xâm lấn 916 ca. Về tình hình xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện được 257.207 xét nghiệm cho 537.087 lượt người